gặp gỡ Thái Lan, First Meet Thailand từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 8 năm 2023. Quảng Trị, điểm hội tụ và hợp tác phát triển của Thái Lan trên hành lang kinh tế Đông Tây. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 8, tại thành phố Đông Hà, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức hội nghị gặp gỡ Thái Lan lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Trong thời gian 2 ngày với nhiều hoạt động chính thức và bên lề, được các đơn vị tổ chức thiết kế một cách sinh động, ý nghĩa và thiết thực, hội nghị đã thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả ngoài mong đợi. Chúng ta cùng nhìn lại những dấu ấn của hội nghị gặp gỡ Thái Lan. Trước hết, xin điểm lại những sự kiện chính. Ngày mùng 3 tháng 8, buổi sáng các đại biểu thăm thực địa khu công nghiệp Quán Ngang, cầu Hiền Lương, địa đạo Vĩnh Mốc, khu kinh tế thương mại Lao Bảo, điện gió Hướng Tân. Chiều cùng ngày, tổ chức chương trình kết nối Quảng Trị, Thái Lan. Ngày mùng 4 tháng 8, từ 8 giờ, khai trương gian trưng bày sản phẩm của Việt Nam, Thái Lan. Từ 9 giờ, hội nghị gặp gỡ Thái Lan lần thứ nhất. Cùng với các hoạt động chính trong chương trình nghị sự của hội nghị, các cuộc tiếp xúc riêng lẻ giữa chính quyền các tỉnh với các đối tác, chính quyền với doanh nghiệp với doanh nghiệp diễn ra nhộn nhịp trong suốt thời gian hội nghị. Hội nghị gặp gỡ Thái Lan được tổ chức vào thời điểm quan trọng nhân dịp kỷ niệm 10 năm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Thái Lan và Việt Nam và được diễn ra đúng theo chiến lược ba kết nối mà các nhà lãnh đạo cấp cao của cả hai nước cùng thống nhất nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác kinh tế chiến lược Việt Nam-Thái Lan. Sự hiện diện của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikonje Balankura cùng nhiều quan chức đứng đầu các tỉnh như Mộc Đà Hãn, Ubon Ratchathani, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư tên tuổi đến từ Thái Lan, cũng như đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp trong nước đã thể hiện sự quan tâm rất lớn đến sự kiện. Qua trao đổi vào buổi sáng hôm nay, tôi được biết rằng Quảng Trị đang chuẩn bị phát triển khu kinh tế đặc biệt. Quảng Trị chuẩn bị có cảng nước sâu, Quảng Trị chuẩn bị có sân bay. Cả ba yếu tố này đều là những yếu tố góp phần làm cho Quảng Trị trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều đối với các nhà đầu tư Thái Lan và khiến cho chuỗi cung ứng trở nên chặt chẽ hơn. Tại các phiên chính thức, các phiên thảo luận cũng như hoạt động bên lề, rõ nét nhất vẫn là sự quan tâm của các đại biểu về hiệu quả của sự kết nối ba lĩnh vực gồm kết nối chuỗi cung ứng các ngành công nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, kết nối nền kinh tế cơ sở đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ với địa phương và kết nối chiến lược phát triển bền vững giữa các chính sách kinh tế sinh học, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh của Thái Lan và chiến lược phát triển xanh của Việt Nam. Đặc biệt, qua phiên kết nối Quảng Trị-Thái Lan và hai phiên thảo luận về chủ đề năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và hội nhập chuỗi cung ứng và thúc đẩy hợp tác trên hành lang kinh tế Đông Tây, đã thu hút sự tham gia của hơn 500 đại biểu cả khu vực nhà nước lẫn tư nhân của Thái Lan và Việt Nam. Điều này cho thấy Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng có rất nhiều dư địa, tiềm năng đầu tư hấp dẫn các nhà đầu tư Thái Lan. Tôi tin rằng Quảng Trị còn rất nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp, khai thác gỗ, hải sản, đặc biệt là tài nguyên gỗ sẵn có. Nhưng điều đáng kỳ vọng là về năng lượng tái tạo, yếu tố thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, điển hình như liên doanh của chúng tôi, Amata với V-Ship và Sumitomo để phát triển khu công nghiệp Quảng Trị trên diện tích gần 500 hectare, dự kiến sẽ khởi công vào tháng sau, với hy vọng đây sẽ là tín hiệu tốt để chào đón các nhà đầu tư FDI đến với Quảng Trị để sản xuất và xuất khẩu trong tương lai gần. Mục Đa Hẳn, Thái Lan và Quảng Trị đã có rất nhiều doanh nghiệp hợp tác với nhau. Đơn cử như nhà máy xăm lốp ô tô của doanh nghiệp Thái Lan đầu tư tại khu kinh tế Lao Bảo Quảng Trị rất hiệu quả. Thời gian tới, chúng tôi sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào Quảng Trị để đôi bên cùng có lợi. Vùng nguyên liệu nông sản Quảng Trị rất phong phú, chúng tôi sẽ tận dụng điều này để có thể hợp tác trong thời gian tới. Công nghệ chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp của Thái Lan chắc chắn sẽ giúp thương hiệu nông sản Quảng Trị ngày càng phát triển. Tham dự hội nghị với tư cách là đơn vị tổ chức,
là chủ nhà. Trong bài phát biểu khai mạc tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cùng chia sẻ về tiềm năng, lợi thế của Quảng Trị, của hành lang kinh tế Đông Tây với những kết quả hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp Thái Lan tại Quảng Trị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tin tưởng, hội nghị gặp gỡ Thái Lan lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan nói chung và quan hệ hợp tác phát triển giữa các tỉnh thành Việt Nam, trong đó có Quảng Trị với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Thái Lan nói riêng. Cái cơ hội đặc biệt và trong cái bối cảnh mà có lẽ nói rằng lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, vậy có các cái bộ ban ngành, đặc biệt là các cơ quan ngoại giao và trong đó là các cái doanh nghiệp của Thái Lan, thì chúng ta càng mở rộng và càng hiểu biết hơn để mà chúng ta vừa hợp tác vừa phát triển trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và giao lưu nhân dân. Thì xem đây là một trong những cái cơ hội và chúng ta nhìn nhận được những cái việc mà trong thời gian vừa qua cái hợp tác phát triển trên hành lang kinh tế Đông Tây và những cái dư địa mà sắp tới và cũng như để quảng bá những cái tiềm năng lợi thế của tỉnh Quảng Trị nói riêng cũng như các tỉnh miền Trung Việt Nam và các tỉnh của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế mà đặc biệt đối với cái doanh nghiệp Thái Lan. Với tinh thần hữu nghị, hợp tác, mến khách, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đã dành thời gian tiếp ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, Nikonet Balankun, cùng các quan chức đi theo đoàn với nghi thức trang trọng nhưng hết sức cởi mở, chân thành. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nam có buổi tiếp xã giao chân tình và nồng ấm đoàn công tác tỉnh Ubon Ratchathani do bà Sỏng Lắc Vorapai, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ubon Ratchathani làm trưởng đoàn trước khi chia tay lên đường về nước. Cùng với đó là sự tận tâm, trách nhiệm, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, nhân viên của các cơ quan tham mưu giúp việc như Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch, từ công tác lễ tân, tham quan thực địa đến các tiệc chiêu đãi, đã góp phần đem đến thành công của hội nghị gặp gỡ Thái Lan lần đầu tiên tổ chức tại Quảng Trị. Như lời khẳng định của Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trong phiên bế mạc rằng, chương trình gặp gỡ Thái Lan lần thứ nhất thành công tốt đẹp sẽ là bước đi quan trọng để tăng cường sự kết nối giữa Thái Lan và Việt Nam, để thúc đẩy hơn nữa chính sách ba kết nối trên phạm vi rộng hơn trong thời gian tới.